Chào mừng các bạn đến với Volkswagen Sài Gòn và chào mừng các bạn đến với tuần lễ Touareg. Chúng tôi sẽ có một tuần giới thiệu về chiếc SUV hạng sang nhưng giá chỉ bằng SUV tầm trung. Hãy cùng đón xem các clip giới thiệu về ngoại thất, nội thất cũng như chế độ vận hành và hệ thống chiếu sáng của Touareg được thực hiện bởi các tư vấn bán hàng Volkswagen Sài Gòn. Hãy liên hệ với hotline, website của Volkswagen Sài Gòn để được trải nghiệm lái thử Touareg ngay hôm nay nhé.